Phần tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu thêm một cái hiệu ứng nữa ở trong Corel, đó là Lens. Lens nó giúp chúng ta giải quyết cái gì thì chúng ta cùng nhau xem như thế này. Bây giờ tôi có một đối tượng, tôi sẽ đặt một cái thấu kính gì đó lên trên cái đối tượng này. Ví dụ như các bạn thấy là một đối tượng bình thường, nếu như mà bây giờ tôi lấy một cái kính lúp chẳng hạn, tôi đặt lên trên nó thì tôi sẽ nhìn thấy cái đối tượng bên dưới cái kính đó được phóng to lên, ví dụ như thế. Hoặc là một đối tượng có màu này, nhưng mà khi tôi lấy một kính màu tôi đặt lên trên, nhìn xuyên qua cái kính màu đó thì tôi sẽ thấy là sự cộng hưởng giữa cái kính đó với lại cái màu bên dưới. Thì lens nó hoạt động theo cái nguyên tắc cũng gần gần tương tự như vậy, có nghĩa là dùng một cái thấu kính soi vào một đối tượng để làm thay đổi cái thuộc tính gốc vốn có của đối tượng. Thế thì để sử dụng lens thì chúng ta sẽ vào menu effect và chúng ta chọn lens. Lúc này thì cửa sổ lens nó mở ra và chúng ta sẽ có thể đặt một cái đối tượng lên phía trên một đối tượng khác để làm cái lens đó. Ví dụ bây giờ tôi đặt một cái hình như thế này lên trên, tôi sử dụng một hình này để làm lens. Và bây giờ các bạn sổ danh sách ra, các bạn thấy là chúng ta có một số các cái lens có thể được hiệu ứng lens có thể áp dụng được cho một cái đối tượng. Ví dụ như là tôi chọn brighten. Khi tôi chọn brighten thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu như tôi nhìn thông qua cái kính này thì tôi sẽ thấy là cái phần nào mà giao với thấu kính này của đối tượng bên dưới nó sẽ được làm sáng lên, ví dụ như thế. Hoặc là tôi chọn color S này, đúng không? Tôi có thể chọn một cái màu nào đó. À, để tôi đưa vào. Đây, ví dụ các bạn nhìn thấy cái phần về đây nhỉ? Cái phần đường viền này các bạn nhìn thấy không? Phần đường viền này nó vốn là đen, thế nhưng mà bây giờ chúng ta đang thấy là cái phần đường viền này nó đang thành đỏ do là tôi ép thêm cái màu này vào thông qua thấu kính này đấy. Hoặc là color limit thì chúng ta đang làm cho gì đấy ạ? Đang làm cho cái màu ở phía trên, màu ở dưới nó trộn với nhau thông qua màu của thấu kính và màu của đối tượng bên dưới. Cái sự trộn này thì chúng ta có thể tạo ra một số cái như sau. Ví dụ như tôi chọn là cái remove face này chẳng hạn, thì chỉ có cái phần nào mà chạm vào đối tượng thì nó mới hiển thị cái sự thay đổi này thôi. Ví dụ chúng ta muốn làm một cái phần ô màu như thế này thì bây giờ chúng ta thêm một cách, đúng không nào? Trước đây là chúng ta sẽ sử dụng lệnh gì nhỉ, trong nhóm lệnh sharp, lệnh intersect để làm tạo ra cái phần mà giao nhau mới, sau đó chúng ta tô lại màu. Hoặc là với cái công cụ mà tô màu thông minh đó thì chúng ta có thể tạo ra gì đây. Đây, bây giờ chúng ta mô phỏng lại nhé. Ví dụ trước đây là chúng ta sẽ làm như thế này, ví dụ tôi lấy hai cái thằng này, tôi chọn lệnh gì đây, intersect, để phát động ra thêm một cái mới như này, đúng không? Và từ cái này tôi mới tô cho nó một mới, rồi tôi vứt cái thằng này đi thì tôi sẽ tạo ra được cái phần này đó. Thế nhưng mà với cái cách nữa mà chúng ta đã từng biết là gì đây ạ, giao nhau mà khép kín, đúng không, thì chúng ta sẽ sử dụng gì đây, smart fill, đúng không nào? Tôi sẽ tô vào đây cái màu mà tôi muốn và tôi tô vào đây màu vàng này chẳng hạn, bỏ phần này đi, ví dụ thế. Đấy là cách, nhưng bây giờ tôi có thể dùng lens nó đây. Bình thường là tôi sẽ sử dụng một cái lens, tôi ép thêm màu vào đây. Cái red này là cái độ trồng màu vào và nó đậm đến đâu đấy, đậm đặc thì không nhìn xuyên qua được, nhưng mà nếu mà ở một cái mức độ nào đó
thì nó sẽ gì đấy, nhìn xuyên qua và nó phối đấy, và tôi có thể là để nhìn thấy dấu kính, hoặc là tôi sẽ remove face này. Remove face này thì những cái phần nào mà nó không chồng vào đối tượng bên dưới mà nó chồng vào nền thì nó sẽ được làm sao ạ, giấu đi, mọi người không nhìn thấy nữa mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái đoạn màu này thôi. Hoặc là chúng ta có thể xem một cái trường hợp khác, ví dụ như là custom color max. Đấy thì chúng ta có thể là chọn một cái chuỗi màu nào đó. Đấy nó sẽ cho phép là gì đây ạ? Ép một màu vào trong gì đây? Đường viền, và ép một phần màu vào trong bề mặt. Đấy. Hoặc tôi có thể sử dụng một cái trò khác. Ở đây nó còn có một vài cái tùy chọn khác, forward rainbow và reverse rainbow, thì cái này nó sẽ là thay đổi cái màu đi theo cái kiểu bánh xe màu của vừa đấy chúng ta đã nói một chút ở cái phần mà blend đấy. Thế còn fish eye thì sao? Fish eye thì nó sẽ gây ra một cảm giác là gì đấy ạ? Nhìn qua thấu kính lồi mắt cá, và nó sẽ làm cho biến dạng cái phần đối tượng mà được quan sát thông qua thấu kính đó. Đấy. Hoặc là tôi có thể là chọn heat map này. Hoặc là invert. Invert thì cứ cái nào mà làm sao đặt vào đây thì tất cả những cái phần mà nằm ở trong cái thấu kính của chúng ta, màu sắc thuộc tính nó sẽ bị đảo ngược lại. Ví dụ như là màu vàng ở đây thì nó đảo ngược lại thành màu xanh. Tất nhiên trong trường hợp này chúng ta có thể đánh dấu thêm cái remove face này để chúng ta giấu cái phần thấu kính thừa bên ngoài đi. Đấy. Rồi magnify thì cái này thì là gì đây nhỉ, kính lúp đúng không, phóng lớn lên. Đây cái phần ML này là nhân lên 2 lần này, nhân lên bao nhiêu lần thì đây các bạn đánh dấu vào, nó sẽ tăng hoặc giảm cái độ phóng của cái thấu kính. Tăng grayscale thì các bạn có thể là gia giảm các cái sắc màu bằng cách là thay đổi cái màu dành cho thấu kính, thì nó sẽ làm đổi màu cái phần mà chồng nhau lên. Rồi transparency. Transparency thì đây, nó sẽ làm tăng hay giảm cái độ trong đục của cái thấu kính này. Tất nhiên là ở đây là tôi có thể là nhuộm một cái màu nào đó vào đấy, nhưng mà cái transparency này là dành cho chính cái thấu kính. Wireframe, tôi có thể là giữ lại bề mặt màu, hay là gì đây ạ, thêm vào hoặc là bỏ đi. Nếu mà tôi làm như thế này thì các bạn sẽ chỉ còn nhìn thấy cái gì đấy ạ, đường viền. Thế ngoài ra thì chúng ta còn thấy có một vài cái tùy chọn ở đây, ví dụ như là cái frozen này, hoặc là cái remove face. Remove face thì vừa nãy tôi nói rồi, trong một số trường hợp nếu như cái thấu kính mà nó nằm ngoài cái diện tích của cái đối tượng bên dưới thì nó sẽ bị lộ ra ngoài, và khi mà chúng ta đánh dấu cái remove face này chính là để giấu cái phần thấu kính mà nằm ngoài cái diện tích của cái đối tượng được đặt ở bên dưới thấu kính, chúng ta giấu cái phần ở bên ngoài đi. Trường hợp viewpoint thì sao? Viewpoint thì đây chúng ta sẽ làm việc với viewpoint để chúng ta tìm hiểu về cái này. Chẳng hạn tôi sử dụng cái này làm thấu kính. Chẳng hạn như là tôi sử dụng cái fish eye này chẳng hạn. Khi tôi bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái fish eye này nó là cái thấu kính lồi, cho nên là nó sẽ tạo ra một cái độ biến dạng nhất định khi mà được soi qua thấu kính. Tuy nhiên là cái tâm của cái biến dạng thì nó sẽ nằm ở tâm cái thấu kính luôn.
Tuy nhiên nếu như mà tôi đánh dấu vào cái lệnh viewpoint này đấy, thì tôi có thấy xuất hiện thêm một cái nút edit nữa, và bằng cách là nhấn vào nút edit này tôi có quyền là gì đấy ạ, dịch cái tâm của cái biến dạng này đi, và khi mà tôi nhấn apply thì các bạn sẽ thấy rằng là sử dụng viewpoint và không sử dụng viewpoint nó sẽ tạo ra hiệu ứng khác đi, tức là thay đổi cái tâm biến dạng, thay đổi cái tâm mà hiệu ứng khi mà chúng ta thay đổi tâm của cái thấu kính. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái tương đối là đặc biệt là như thế này. Đó là cái đánh dấu Fluorescence. Đánh dấu Fluorescence thì nó sẽ làm cái gì? Đây các bạn quan sát nhé. Apply này. Ok, có bị biến hình cho cái đối tượng bên dưới không? Có đúng không? Nhưng khi tôi đánh dấu Fluorescence thì nó tạo ra cái gì đây? Tôi nhắc cái thấu kính ra thì các bạn sẽ thấy rằng là cái phần mà biến dạng ấy, hiệu ứng biến dạng nó được đính luôn vào cái thấu kính này. Và đây là một cái group. Tôi ăn group ra thì tôi tháo ra được cái thấu kính ra và tôi lấy được cái phần gì đây ạ? Cái phần hiệu ứng nó đính vào đây. Thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thử một cái ứng dụng nào đó mà chúng ta dùng cái hiệu ứng thấu kính này nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem này. Tạo một trang mới đi, bắt đầu nhìn lên này. Tôi hướng dẫn thử một cái như thế này. Chẳng hạn như là chúng ta sử dụng thấu kính mắt cá, rồi hiệu ứng Fluorescence, cái checkbox Fluorescence cộng thêm một chút về blend, cộng thêm một chút về transparency. Đấy, một số thứ như thế để chúng ta tạo ra cái quả bóng đá nhé. Đây, xem này. Trước hết là tôi lấy một cái hình đa giác. Hình này thì tôi sẽ sử dụng là hình lục lăng. Đây, các bạn quan sát vẽ ra một cái hình như thế này. Sau đó thì tôi sẽ sử dụng các cái phương pháp nhân bản lật xoay ABC gì đó để cuối cùng tôi sẽ có được một số các hình lục lăng nằm kề liên tiếp nhau như thế này. Sau đó thì tôi có thể là nhân bản tiếp như sau. Đây, nhân bản này và chúng ta để đặt dịch đi một tí, đặt cho nó khớp vào. Sau khi mà khớp rồi thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chuột phải để nhân bản đúng không? Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm tiếp cái hàng dưới. Cứ lặp lại vài cái như thế này cho tới khi nào mà chúng ta có được một số các cái hàng nó tương đối lớn một tí, sau đó thì chúng ta sẽ xử lý tiếp. Đây, một số cái hình như thế này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tô. Ví dụ đen và trắng nha. Tất cả những cái thằng này còn lại là tô trắng này. Tôi sẽ tô trắng hết đi đã, xong rồi chúng ta tô đen lại một số những cái hình chúng ta cần. Ví dụ thế, đến đây tôi có mấy cái hình như cái mũi da của cái quả bóng rồi đúng không? Bây giờ tôi mới vẽ một hình tròn như sau, giữ Ctrl vẽ một hình tròn đây như thế này, và cái hình này tôi sẽ đặt lên phía trên của cái này. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái tính năng là Fit Eyes đó. Thì bắt đầu các bạn nhìn thấy là cái phần mà nằm ở trong cái vòng tròn này thì nó bị cái hiệu ứng mắt kính thấu kính nội mắt cá nó làm cho phồng lên. Đây này, các bạn quan sát ở đây này, thấy chưa? Đến đây thì tôi làm thêm một thao tác nho nhỏ nữa là tôi chọn cái lệnh Fluorescence Apply, sau đó thì tôi nhắc ra đây. Thấu kính được nhắc ra ngoài. Đồng thời là gì đấy nhỉ? Nó nhắc cả cái hình mà nó vừa tạo cái hiệu ứng ra.
nó đính kèm theo kính luôn. Thế đến đây thì chúng ta đã có một cái hình tương đối giống như là cái quả bóng rồi đúng không? Bây giờ tôi đo lại cái kích thước chiều cao chiều rộng của cái thằng này. Tôi vẽ lại một hình tròn nữa và tôi cũng làm cho nó có kích thước giống như thế đi. Đấy. Bây giờ chúng ta đặt cái thằng này với thằng này lên đây, CE để cho nó chồng nhau. Thằng này là nằm trên, chúng ta sẽ tô chuyển một chút. Đây, Interactive Fill, ví dụ như là tôi tô chuyển thế này đi. Muốn chiều sáng, chiều tối như nào thì các bạn chỉnh trực tiếp cho tôi. Sau đó thì các bạn gia giảm cho tôi cái gì đây nhỉ? Cái độ trong đục của cái thằng này. Đấy, muốn cho nó như thế nào thì các bạn có thể là điều chỉnh cho tôi. Bây giờ chúng ta làm thêm một cái phần bóng cho nó, đúng không? Đây, một hình như thế này. Đen đi. À, trắng đi. Đây, thằng này. Thu nhỏ lại là đen đi. Tất cả những phần này tôi bỏ đường viền đi. Và tôi sẽ blend hai thằng này vào với nhau. Ví dụ thế, chỗ này nếu mà nó sẫm quá thì chúng ta có thể đổi sao cái màu là nó vừa phải hơn. Chọn toàn bộ cái này, nhắc lên trên, Shift Path Up. Đưa lên. Đặt nó vào cái vị trí hợp lý. Ví dụ như thế này. Đây. Với một số các cái hình này. Đấy, ví dụ đây quả bóng của tôi đã ra chưa? Đấy là hiệu ứng bằng lens đấy, và chúng ta sẽ sử dụng cái fish eye. Đấy là một cái nhé. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sang một phần mới nữa. Đấy, sau phần mới đó thì tôi lại quay trở lại, tôi có dính dáng tới cái phần hiệu ứng này một chút. Đấy là chèn một cái barcode vào trong cái sản phẩm. Đây, phần tiếp theo sẽ là thế này.